Thưa quý vị và các bạn, dự án quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông có tổng diện tích 18,58 ha, nằm trên địa bàn các phường Nghĩa Đức, Nghĩa Trung và Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa. Tổng số hộ phải thu hồi đất của dự án thuộc vùng lõi là 112 trường hợp với 3,67 ha, trong đó có 99 trường hợp với diện tích là 2,78 ha thuộc quyết định số 190 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu hồ trung tâm thị xã Gia Nghĩa, nay là thành phố Gia Nghĩa, dự kiến sẽ khởi công vào ngày 2 tháng 9 tới đây. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, song song với công tác giải phóng mặt bằng, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa cũng đã công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa Đắk Nông do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại quyết định số 1292 QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013. Quy hoạch còn làm cơ sở để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của quảng trường trung tâm, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế, tổ chức các hoạt động sự kiện chính trị, xã hội, hình thành một tổ hợp kiến trúc cảnh quan có giá trị thẩm mỹ, tạo điểm nhấn trong không gian kiến trúc chung của đô thị. Mặt khác, quy hoạch còn làm cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch được xác định: phía Bắc giáp hồ trung tâm Gia Nghĩa, phía Nam giáp đường 23 tháng 3, đường nối trụ sở tỉnh ủy và cầu Đắk Nông. Phía Đông tiếp giáp đất trụ sở công cộng đã xây dựng, trụ sở công trình dịch vụ, khu đất trống quy hoạch dịch vụ thương mại, cây xanh và mặt nước. Phía Tây giáp đập tràn Hồ Hạ. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 19,49 ha, gồm quảng trường trung tâm kết hợp trung tâm thương mại, trục cảnh quan kết hợp vườn hoa theo chủ đề, khu vui chơi dịch vụ, công viên, khu hoạt động thể thao ngoài trời, diện tích mặt nước và đất xây dựng hệ thống giao thông. Dự án quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là công trình trọng điểm của tỉnh, có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Dự án có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Gia Nghĩa và tỉnh Đắk Nông. Dự án hoàn thành sẽ tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách, qua đó quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư cũng như tạo sản phẩm du lịch cho địa phương, đồng thời tạo đà phát triển các khu dân cư, hạ tầng đô thị, hoa viên, công viên, mạng lưới giao thông của thành phố, tạo không gian công cộng, nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Với ý nghĩa đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thường xuyên họp với lãnh đạo thành phố Gia Nghĩa, đồng thời đi kiểm tra thực địa, nắm bắt kịp thời thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo dự án khởi công theo đúng kế hoạch. Mới đây, khi đến kiểm tra thực địa, đồng chí Ngô Thanh Danh, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một lần nữa nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án quảng trường trung tâm. Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa phối hợp với các sở ban ngành liên quan xử lý rốt ráo các vấn đề còn tồn đọng lâu nay, sớm bàn giao mặt bằng để dự án sớm được khởi công, hoàn thành vào năm 2024, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông, ngày 1 tháng 1 năm 2004, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đây là một cái dự án, một cái công trình rất có ý nghĩa đối với tỉnh ta. Phải nói đến bây giờ 63 tỉnh thành, chỉ có mỗi mình tỉnh ta là chưa có quảng trường. Đây là sự kéo dài mà trong cái sự đấy không mong muốn, nhưng mà trong quá trình đó thì cũng có những cái nó cũng chưa xử lý rốt ráo được. Đến bây giờ thì chúng ta là chuẩn bị thành lập kỷ niệm 20 năm rồi. Mà nó thật là nó 20 năm thôi, chứ còn cái năm rưỡi nữa thôi. Ngày 1 tháng 4 này là ta thành lập rồi. Là phải có một cái quảng trường, ít ra là nó cũng phải có mặt bằng để ta tổ chức kỷ niệm mà chào mừng 20 năm thành lập của tỉnh ta. Đây là một cái việc làm rất hết sức ý nghĩa. Cho nên tôi đề nghị các đồng chí phải xử lý rốt ráo những vấn đề nó tồn đọng lâu nay, phối hợp với các sở ban ngành để mà giải quyết những vấn đề tồn đọng. Rồi trên tinh thần giải quyết là phải đặt tình thấu lý, phải mang cái tính lịch sử của vấn đề này. Vì cái vấn đề này nhân dân ở đây người ta cũng ở lâu rồi, cho nên phải chuẩn bị cái khâu tái định cư cho nhân dân, phải đảm bảo và theo quy định là hơn hoặc là bằng. Đấy, các đồng chí nha. Và thỏa thuận trao đổi vận động nhân dân thực hiện cho nó tốt. Còn trong quá trình chúng ta đã làm đủ các cái pháp lý rồi mà ai cố tình coi như là dây dưa chần chừ chống đối thì xử lý theo quy định của pháp luật. Để các đồng chí rõ. Còn có gì quá trình làm mà nó vướng mắc thì để yêu cầu các đồng chí là báo cáo ngay với ban cán sự đảng, ủy ban tỉnh chỉ đạo giải quyết vấn đề này. Và tôi đã từng nói rồi, không ai bằng lùi, không được bằng lùi.
và xử lý những vấn đề kéo dài, kể cả cán bộ đảng viên, bất cứ cấp nào mà kéo dài vấn đề này là phải xử lý. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thành phố Gia Nghĩa đã khẩn trương, quyết liệt vào cuộc. Theo đó, đối với 99 trường hợp nằm trong quyết định số 190, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã phê duyệt xong phương án bồi thường và quyết định thu hồi đất. Tổng giá trị phương án bồi thường khoảng 180 tỷ đồng và 201 lô tái định cư. Đến nay các hộ đã nhận tiền bồi thường, bốc thăm tái định cư, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng kiến nghị. Sau khi đã bốc thăm tái định cư, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước thì Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa phải khẩn trương bàn giao đất và hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, cấp phép xây dựng để bà con nhanh chóng làm nhà, ổn định chỗ ở. Làm quảng trường thì dân chúng tôi rất đồng tình, chứ không có cái gì mà chống đối cả. Đất tiền nhận rồi, đất cũng mất rồi, nhưng còn một cái nguyện vọng nữa là tôi muốn bên các cơ quan nhà nước phải làm nhanh, giao mặt bằng, giao thực địa, rồi điện nước cho dân chúng tôi. Chúng tôi để dỡ cái nhà này tôi ra đó, tôi che cái chỗ để mà tôi xây nhà tôi ở. Để hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 7 năm 2022, thành phố Gia Nghĩa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kêu gọi sự đồng thuận của nhân dân vì lợi ích chung, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, sớm bàn giao mặt bằng để dự án sớm khởi công. Trong quá trình tuyên truyền vận động, những kiến nghị chính đáng của người dân được lãnh đạo thành phố Gia Nghĩa ghi nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Chúng tôi liên tục có tất cả các đoàn đến từng hộ dân để xử lý những vấn đề vướng mắc cho bà con. Thế thì đến giờ phút này thì các kiến nghị bà con đã được xử lý đầy đủ. Tuy nhiên thì nó khó là gì? Nó khó là thứ nhất là ở khu vực này bà con sống từ những năm 1957, nhà cửa rất là đông đúc. Cho nên cái vì dự án cái quảng trường này nó cũng là có sự gấp rút, cho nên một số bà con là chưa kịp thời di dời được, cần phải sự hỗ trợ của thành phố. Đó là gì? Một, đó là nhà tạm cư. Hai, là phối hợp để cái việc mà thuê nhà, có nhà để cho bà con thuê, để bà con bàn giao bàn xóm trong lúc để xây dựng nhà mới. Cái vấn đề nữa là hiện nay chúng tôi cũng gấp rút để thực hiện cái việc bố trí tái định cư cho bà con, và cũng đã cam kết cho bà con là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con, nếu như bà con mà chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế là trong 8 ngày là xong, và cho phép xây dựng là không quá 5 ngày. Như vậy là trong vòng 13 ngày là nếu bà con đầy đủ về nghĩa vụ thuế là sẽ đầy đủ hết về giấy tờ để như cho phép xây dựng cho bà con để đúng như cam kết. Và hiện nay bà con cũng rất là đồng tình.